Đập vỡ cây đàn, người ơi người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như vôi, giận đời đêm bao quên lời. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn, buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn, giận người đổi trắng cây đen, giận đời chớ như bàn tay. Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Những ngày hoa bận đời ta, tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca. Những ngày hoa bận đời ta, tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường, tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã lấy chồng. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng say đắm gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen. Giận đời chớ như bàn tay. Bài khác. Bài khác nha mọi người. Bài khác đấy. Vẫn 2-3 năm à? Ok. 2-3 năm rồi mình quen nhau phải không em? 3 năm. Em à, mình quen nhau được 1 năm rồi đúng không? Gật. Em còn nhớ kỷ niệm của chúng mình không? Gật. Rồi mình quen nhau phải không em? 2-3 năm rồi tình ta biết bao sóng gió, nhiều lúc yêu thương thật nhiều, giận hờn cũng rất lâu. Xa nhau thì nhớ, bên nhau thì hay dối hờn. 2-3 năm rồi giờ đây em chẳng như xưa. 2-3 năm rồi giờ em giống như thiếu nữ, người nớn hơn xưa thật nhiều, càng nhìn càng dễ thương. Nay anh mới biết sợ
giờ anh muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn anh đi mua hôm qua, chứng minh cho con tim anh thuộc về em. Và anh xin lỗi bao lâu nay anh đã không yêu em như hôm nay. Bởi anh yêu nhưng hay ghen nên mới thế. Và giờ anh muốn ôm em yêu trao chiếc nhẫn hôn khi chưa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ em, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.